À, mình làm thực tế tí thì dựa trên cái bài mà các bạn đang làm, thầy sẽ chuyển qua cái phần lý thuyết luôn. Như vậy chúng ta đang học chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, tức là lúc đầu chúng ta thiết kế giống như hôm trước các bạn thấy thầy phân tích cái bài này và kể cả bài 10 luôn, là lúc mà mình phân tích mình đừng quan tâm đúng sai. Thực ra làm một lần chưa chắc đúng và cũng không cần đúng liền. Nếu mà làm cái gì cũng đúng hết thì thiên tài rồi. Cho nên làm sai sửa, quan trọng là cái cuối cùng ổn nhất là được. Vậy quan trọng nhất là tất cả thông tin trong cái yêu cầu của đề bài mình đã đưa lên hết chưa? Đó là điều đầu tiên. Nếu như mà bạn bỏ sót một thông tin nào là sai. Còn bạn gom thông tin, gom cụm á, sai vị trí. Bạn vẽ quan hệ chưa chính xác thì từ từ mình kiểm lại. Còn bạn đưa thiếu thông tin là không được. Chắc chắn là bạn phải đưa đầy đủ thông tin lên. Như vậy khi mà bạn phân tích một cái requirement, sau này bạn đi làm cũng vậy thôi. Đây là những bạn mà nhân viên đi gặp khách hàng sẽ ghi chú lại giống như vậy. Tức là giữa nhân viên và khách hàng nói chuyện với nhau. Và cái bạn mà đi lấy yêu cầu á, bạn ghi lại vậy. Xong rồi bạn đưa về, ở công ty có một người chuyên phân tích và thiết kế. Bởi vì cái người phân tích và thiết kế này thường là người giỏi. Mà người giỏi thì số ít, mà số ít thì không thể đi gặp khách hàng hết được. Mà mình có nhiều dự án thì cái nhân viên đi gặp khách hàng sẽ có level thấp hơn tí và số lượng này là nhiều. Như vậy thì giữa các bạn lấy requirement và các bạn thiết kế có nhiều khi khác nhau, không phải là cùng một người. Cho nên là lấy thông tin về có gì chúng ta sẽ ghi hết lại, gạch đầu dòng ra. Bài số 10 mà hôm trước mình phân tích về cái quản lý gara đó, thì sau khi mà các bạn vẽ xong, các bạn thấy là vấn đề của chúng ta là gì? Cùng một bài toán nhưng mà sao? Sao nào? Có hai phần dữ liệu không liên quan gì đến nhau hết. Thực tế vẫn có trường hợp này, nhưng mà với bài toán chúng ta đang phân tích thì hình như cái bạn lấy yêu cầu đang bị thiếu. Ký hợp đồng bảo hành này nè, bảo bảo phiếu thu xe sửa chữa này nè. Giữa xe và hợp đồng sửa chữa này nè. Ai sửa? Ừ, thợ sửa. Nhưng mà chỗ này mình đang thiếu. À, như vậy thợ sửa. Vậy trong cái hợp đồng này nè, có thể là thêm thợ vô đây. Như vậy cơ sở dữ liệu của mình là ổn, tất cả các bảng đều liên kết với nhau. Nhưng mà tại thời điểm này với cái requirement đó là thiếu. Được chưa? Như vậy sau này các bạn đi làm thực tế cũng y chang luôn. Nếu như trường hợp mà bạn bị thiếu thông tin như vậy thì bạn sẽ liên hệ lại với cái bạn mà đi lấy requirement, hoặc là bạn liên hệ với khách hàng. Chúng ta sẽ có những cái cuộc meeting giữa mình và khách hàng để mình lấy lại requirement một lần nữa. Và sau khi cuối cùng chúng ta sẽ nhờ khách hàng xác minh lại là mình quản lý như vậy đủ chưa. Tất nhiên khách hàng có thể không hiểu được cái này, nhưng mà mình ngồi mình sẽ giải thích. À, cái xe của anh thì tôi sẽ quản lý thông tin là có biển số xe. Khách hàng cái không được, thiếu, nó còn chủ xe nữa, vân vân, nó còn thẻ bảo hiểm của xe hay cái gì đó. À, thì mình bổ sung vô, ví dụ như là phiếu thu còn thiếu gì không, công việc này còn thiếu gì không. Như vậy thì khách hàng sẽ bổ sung cho mình và mình sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Chúng ta có thuộc tính đơn. Như vậy chúng ta sẽ quay trở lại khái niệm. Cái này, hình chữ nhật này gọi là gì?
Entity là một thực thể, hay còn gọi là một đối tượng cần quản lý. Ví dụ, sinh viên là một đối tượng cần quản lý, môn học là đối tượng cần quản lý. Giữa sinh viên và môn học có liên kết với nhau thông qua gì? Thông qua gì các em? À, bảng điểm. Vậy bảng điểm cũng là cần quản lý. Như vậy thì thực thể hay còn gọi là entity là một cái đối tượng cần quản lý. Còn mấy cái vòng tròn này là gì? Đối tượng là thợ, tổ, mã số, tên là gì? Đúng rồi, giỏi quá. Là thông tin của thợ, hay còn gọi là thuộc tính, hay nó là attribute. Được chưa? Mình nhớ dần mấy cái khái niệm đó chưa? Có ai cảm giác khó chỗ này không? Thực thể, thuộc tính. Kịp không? Rồi, tiếp. Thuộc tính kết hợp, thuộc tính đơn. Thuộc tính đơn là nó chỉ tồn tại duy nhất, ví dụ mã số. Ví dụ mã số sinh viên của mình BS18301, BS57238 gì đó. Và nó chỉ có một thông tin thôi. Còn ví dụ họ và tên, chúng ta có đôi khi, chỗ này chúng ta để chữ họ và tên và thuộc tính của nó. Mình có thể add vô đây. Add vô đây. Chỗ này là họ, tên, lốt và gì nữa? Tên. Có không? Đôi khi mình tách cái trường này ra thành hai trường con. Nhưng mà thực chất hai thông tin này luôn luôn đi kèm với nhau. Nó là họ và tên. Rồi, ví dụ như là thông tin liên quan nữa. À, đây cũng là họ và tên tách ra rồi nè. Có địa chỉ không? Trong này có địa chỉ không? Đây, địa chỉ. Như vậy bản thân cái địa chỉ này nè, chúng ta cũng có thể tách ra. Bạn chọn cái combo size và bạn add cái thuộc tính con. Địa chỉ thì nó có gì? À, ví dụ như bình thường các bạn ghi địa chỉ rất là dễ sai. Ví dụ như số nhà số 1 đường Nguyễn Kiệm, phường 2, quận Phú Nhuận. Được chưa? Có nhiều bạn ghi là 1 Nguyễn Kiệm F2 Quy Phú Nhuận. Có bạn ghi là 1 đường Nguyễn Kiệm, phường 2, quận Phú Nhuận. Như vậy hai thông tin đó nó khác nhau. F2 và phường 2. Nếu mình đọc thì mình biết không? Biết. Nhưng mà nếu mà mình dùng công cụ search đi, search ra nổi không? Còn chưa kể cái F2 viết liền và F2, có nhiều bạn F cách ra cái 2. Có nhiều bạn F2 dính liền vô là coi như không chuẩn hóa được thông tin. Mình không tìm được các bạn. Thực ra nhìn thì thấy, nhưng mà rất khó để mà tìm kiếm. Như vậy chỗ này người ta sẽ tách cái địa chỉ này ra. Ví dụ các bạn thấy là khi các bạn đi mua hàng á, đi mua hàng, mình tạo địa chỉ mà để giao hàng. Có nhiều cái trang người ta cho mình tạo rất là nhanh. Chọn quốc gia, chọn thành phố, chọn quận, chọn phường, chọn đường, rồi bấm thông tin tiếp theo. Chỉ có bấm cái cuối cùng thôi, là số nhà mấy hẻm bao nhiêu thôi. Còn cái đoạn đầu tiên là theo chuẩn của người ta. Vậy 1.000 người, 1 tỷ người đều giống nhau cái khúc đầu hết. Chuẩn rồi, không cần chỉnh nữa. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ tách ra. Ví dụ địa chỉ của chúng ta có quốc gia. Nếu như mà chúng ta muốn giao dịch quốc tế thì chúng ta có quốc gia. Rồi trong này chúng ta sẽ thêm là thành phố. Rồi chúng ta sẽ thêm tiếp là quận.
Rồi xem thêm tiếp nữa là phường. Rồi thêm tiếp nữa là đường. Và thêm tiếp nữa là địa chỉ. Địa chỉ ở đây là cả số nhà, cả gì? Số nhà rồi hẻm rồi gì đó, xiệt ngõ ngóc ngách gì đó. Đó. Như vậy thì chỉ là địa chỉ thôi. Nó có rất là nhiều thông tin nhỏ, nhưng mà cái này không phải hình chữ nhật nha. Chú ý nha. Cái địa chỉ này nó không phải là một thực thể nha. Nó cũng chỉ là một thuộc tính thôi. Nhưng mà thuộc tính này có thể sẽ tách ra thành nhiều thuộc tính con. Kịp chỗ này không? Tách ra thành nhiều thuộc tính con thì chỗ này người ta gọi đó là thuộc tính kết hợp. Kết hợp nha chứ không phải đa trị nha. Kết hợp. Kịp chỗ này đã, đa trị nó khác. Thuộc tính đơn trị. Đơn trị. Ví dụ mã số. Một người thợ một mã số duy nhất. Một người thợ một tổ duy nhất. Mặc dù có nhiều tổ, tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4. Nhưng mà ứng với một người thợ thì chỗ tổ này một tổ duy nhất. Thì chúng ta gọi những cái thuộc tính này đơn trị. Được không? Kịp không nào? Tức là trong bảng này thông tin của một thuộc tính chỉ tồn tại duy nhất một lần đối với đối tượng này. Ví dụ bên này công việc, mã công việc. Có công việc nào mà một mã mà hai tên không? Chắc không đúng không? Nếu như mà có một cái công việc có tên khác thì mình đặt mã khác rồi. Cho nên cái tên công việc này mình cũng gọi là đơn trị. Đơn trị. Mã thì để rồi. Ngày phát hành. Cái phiếu thu. Nó có mã phiếu thu. Và có ngày phát hành. Có phiếu thu nào mà phát hành 2 ngày không? Không. Như vậy mình chỉ cần hỏi như vậy là mình biết nó đơn trị hay đa trị rồi. Được không? Bất kỳ một cái thuộc tính nào bạn cũng nên đặt câu hỏi để bạn thấy nó là đơn trị hay đa trị. Tiếp tục. Khách hàng có số điện thoại. Khách hàng có duy nhất một số điện thoại. Phải không? À, như vậy thì bắt đầu xuất hiện gì? Cũng là cái bảng khách hàng. Cũng là bảng khách hàng. Nhưng cái khách hàng này xài đến 3 số điện thoại, 4 số điện thoại, thậm chí 5 số điện thoại. Vậy thì trong cái trường số điện thoại này nè, ví dụ như bình thường các bạn sẽ làm file Excel, các bạn ghi chỗ này số thứ tự, mã số, rồi tên, rồi số điện thoại. Ví dụ thầy ghi số thứ tự là 1, mã số là PS12345. Rồi tên Bàn An. Số điện thoại lúc đầu số là 0902345678. Phía sau thời gian báo là bây giờ em đang xài thêm số nữa. Rồi mình làm sao? Bây giờ em đang xài thêm số nữa, số thứ hai. Không lẽ copy cái dòng này xuống? Không lẽ xuống đây? Cho vô đây số điện thoại nữa. Được không? Được không? Cũng được. Nhưng mà sao? À, dư thừa nè. Nếu mà không làm vậy thì chúng ta làm gì? Chỗ này phải một cái thêm số điện thoại nữa.
chỗ này lại báo thêm số điện thoại, lại phải cái thêm số điện thoại mới, được không? Như vậy cái này nè chúng ta gọi là đa trị, tức là một thuộc tính số điện thoại nhưng ứng với một đối tượng ở đây là một dòng, là một record có thể có nhiều giá trị khác nhau, thì chúng ta gọi số điện thoại là đa trị, được chưa nào? Cứ mỗi lần thêm số điện thoại thì thêm chuỗi vào, thêm chuỗi vào, thêm chuỗi vào, đa trị, đơn trị, đa trị, được không? Thuộc tính suy diễn, nói là muốn biết thuộc tính này thì phải nhìn qua cái bảng bên kia. Ví dụ màu, mình không biết màu xanh màu đỏ, mình chỉ nói mã màu thôi, thì nó phải suy diễn từ những thuộc tính khác. Hoặc là tuổi, ở trong cái bảng dữ liệu của mình có tuổi không? Hôm trước mình nói gì? Không có tuổi mà chỉ có ngày sinh, năm sinh thôi. Như vậy muốn biết tuổi thì phải làm gì? Suy diễn từ năm sinh ra, lấy năm hiện tại trừ năm sinh thì ra tuổi. Như vậy có cái thuộc tính là tuổi, nhưng mà thuộc tính tuổi này không được nhập vào mà dựa vào dữ liệu khác để có, thì gọi là suy diễn, được chưa? Như vậy những cái khái niệm này, có khái niệm nào mà cảm giác chưa ổn lắm không? Tức là mình gặp hết trong mấy cái bài mình phân tích hôm trước rồi đó. Bây giờ quan trọng nhất là cái cảm giác, là cái thuộc tính nào mình ngờ ngợ, cái thông tin nào mình đang còn ngờ ngợ, mình đang muốn nói lại không? Có không nào? Rồi, tí nữa mà lỡ quên thì nhắc lại, nói lại. Còn bây giờ thì tạm thời là ổn ha. Như vậy chỗ này chúng ta đã nói qua lúc nãy. Và bây giờ ký hiệu nè. Tuổi là suy diễn thì người ta dùng nét đứt. Số điện thoại đa trị thì dùng hai dấu kép. Dấu kép. Còn cái chỗ nào mà chỗ này nó bị thiếu một cái nữa nè. Chỗ này nó sẽ có cái dấu đóng ngoặc, mở ngoặc của chữ địa chỉ. Như vậy chỗ bên này mình sẽ thêm vào đây để các bạn thấy. Số điện thoại mình sẽ đổi qua. Đổi qua. Multi value. Hai giá trị trở lên hoặc một giá trị, nói chung là đa trị. Rồi khách hàng mình thêm vô đây một thuộc tính là tuổi đi. Tuổi. Tuổi. Vậy tuổi của khách hàng sẽ được làm gì? Nét đứt. Mình coi thử chỗ nào nét đứt. Cái này là gạch dưới là mã nè. Là không thay đổi. Rồi ô là tùy nè. Nét đứt nè. Nét đứt. Cái này là suy diễn. Ha. Số điện thoại nè, tuổi là suy diễn nè, còn mã khách hàng là không được lặp lại nè, gạch dưới nè, họ tên lặp lại được không? Bình thường. Địa chỉ, trong cái bảng khách hàng địa chỉ lặp lại luôn, tất cả mọi thứ đều cùng thông tin luôn, lặp lại được không? Ủa mắc gì không được? Hai đứa ở chung phòng trọ mà hai đứa cùng đi mua xe, hai đứa hai chiếc xe khác nhau thì liên quan gì không được? Hai anh em trong nhà ở cùng một nhà luôn. Ủa thì lấy địa chỉ nào? Lấy một cái thôi chứ lấy đâu? Được chưa? Rồi. Như vậy ví dụ ở trên này mã mình gạch dưới một cái. Hợp đồng
gạch dưới một cái. Tất nhiên số tiền, số ngày phát hành này mình cũng cho là không được trùng luôn. Đó, như vậy thì trong cái ERD của mình có thể ký hiệu thêm để cho cái người thiết kế người ta thực thi á, cái người mà triển khai á, người ta sẽ rõ hơn, rõ thông tin hơn. Bạn nữ kịp không? Chi kịp không Chi? Ok. À, gì nữa ta? Tiếp. Thuộc tính đơn, thuộc tính khóa, thuộc tính phức hợp, số điện thoại, rồi xong thông tin ha. Mối quan hệ là sự liên kết giữa hai hay nhiều thực thể với nhau? Hai hay nhiều thực thể với nhau? Quan hệ một một, quan hệ một nhiều, quan hệ nhiều nhiều. Cái này hôm trước mình cũng có nói qua và mình cũng đã vẽ ra ở đây. Khi nào là một nhiều thì mình tự hỏi, mình tự trả lời là mình thấy, ví dụ giữa khách hàng và hợp đồng, một khách hàng thì có thể là có, bởi vì người ta nói là mỗi lần sửa chữa là một hợp đồng. Như vậy khách hàng này có xe, không lẽ sửa có một lần duy nhất, cho nên một khách hàng có thể có nhiều hợp đồng, nhưng một hợp đồng, hợp đồng đó được lập ra chỉ cho duy nhất một khách hàng đó thôi, chứ trong hợp đồng đó không có thông tin từ hai khách hàng trở lên, thì mình thấy quan hệ là một nhiều rồi. Nếu đứng trên hóa đơn thì mình chỉ thấy xuất hiện duy nhất một khách hàng, nhưng đối với khách hàng này có thể có nhiều hóa đơn, đó là quan hệ một nhiều. Có quan hệ một một ở đâu ta? Hợp đồng và phiếu bảo hành hoặc phiếu thu. Với cái hợp đồng này có một phiếu thu duy nhất, và phiếu thu này chỉ tồn tại với một hợp đồng. Hợp đồng này có thể không có phiếu thu không? Có không nào? Các bạn đi ra mà các bạn làm dịch vụ đi, các bạn được voucher làm miễn phí. Miễn phí có phiếu thu không? Có. Và người ta ghi miễn phí, cũng là phiếu thu, nhưng người ta ghi không đồng. Phải có nha, nó mới hợp lệ. Cho nên gần như một hợp đồng mà người ta yêu cầu có phiếu thu thì chắc chắn phải có, còn thu bao nhiêu tiền thì tùy. Và một phiếu thu được lập ra thì chắc chắn nó phải được lập cho một hợp đồng nào đó, chứ không có thể lập khống được. Cho nên chỗ này chúng ta có quan hệ một một, được không? Cái bài hôm trước, một bài khác, bất động sản, bài liên quan đến điểm đi, bài liên quan đến điểm một, ví dụ như chỗ này mình có một sinh viên, mình có một môn học, thì sinh viên có thể làm sao? Chỗ này mình ghi là học, sinh viên học. Vậy chỗ này một bên là sinh viên, một bên là môn học, quan hệ gì đấy? Một sinh viên thì có nhiều môn học. Rồi, mình sẽ để là đây. Một sinh viên có thể có không môn học nào hoặc nhiều môn học. Bởi vì sinh viên mới vô trường, chưa đăng ký môn học nào hết, thì có thể chưa học môn nào hoặc có thể học nhiều môn. Một môn học
À, có thể có nhiều sinh viên nhưng mà cũng có thể chưa có ai học. Môn học đó mới à mới mới ghi ra thôi, hoặc là cái trường của mình có những môn này đã lâu rồi, toán lý hóa, nhưng mà mình mới tuyển vào, mới dạy được toán à. Còn lý chưa dạy. Thì lý chưa ai học là chuyện bình thường. Như vậy thì chúng ta có quan hệ ở đây gọi là quan hệ nhiều 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 được chưa? Quan hệ của chúng ta ở đây là nhiều nhiều. Mình chỉ nói quan hệ thôi. Còn sau đó mình chuẩn hóa sau. Mình chỉ biết là sinh viên thì có môn học thì có sinh viên. Như vậy mình đã mô tả được gì? Quan hệ nhiều nhiều. Một một mình quan hệ mô tả rồi. Một nhiều có rồi. Nhiều nhiều có rồi. Trước đây mình làm hết rồi, bây giờ mình chỉ nhìn lại thôi. Như vậy khái niệm đến đây ổn không? Ai không ổn thì nói ha. Bây giờ chưa nói được thì tí nữa nói. Tập thực thể giữa nhân viên và phòng ban. Một nhân viên thì thuộc một phòng ban. Một phòng ban thì có thể là có một nhân viên làm trưởng phòng. Đây. Một nhân viên thuộc một văn phòng. Một văn phòng có một trưởng phòng. Hôm trước bài này chúng ta đang làm thiếu cái phần mô tả về mức độ quan hệ. Bây giờ mình làm luôn nè. Thuộc đứng ở văn phòng, nếu mà nhìn qua bên này thuộc nhân viên thì có bao nhiêu nhân viên? À, nhiều nhân viên. Nhiều nhân viên. Đứng ở văn phòng nè. Đứng văn phòng, mình nhìn qua mình thấy nhiều nhân viên. Đứng ở nhân viên, mình chỉ có một văn phòng thôi. Có thể nhân viên này không có văn phòng nào không? Có không? Tùy, tùy các bạn suy luận. Nhưng mà theo mình nghĩ, khi mà một nhân viên được tuyển dụng vào, bắt buộc phải có một nơi nào đó để về. Ủa chứ tuyển vô làm gì? Thì có mô tả công việc. Không, tuyển vô giám đốc thì nằm trong ban giám đốc, mà tuyển kỹ thuật là kỹ thuật, mà tuyển cô xinh đẹp vô làm thư ký thì nó vẫn nằm đâu đó phòng nhân sự, tuyển một chị vô làm lao công thì nó cũng phải nằm ở đâu đó chứ. Cho nên chỗ này chúng ta phải thêm gì nữa? Thêm gì? Đến đây, một nhân viên thì làm sao? Chỗ này mình sẽ thêm vô một nhân viên thì sẽ thuộc một và chỉ một, tức là bắt buộc phải thuộc một phòng và chỉ thuộc một phòng đó thôi, không được thuộc phòng thứ hai, nhưng mà phải có, đừng bỏ trống, cứ thêm nhân viên phải có cái phòng. Chỉ có trường hợp người nhà gửi vô là chưa biết là bố trí ở đâu thôi, để đó. Đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta lập trình thì chúng ta phải bắt buộc người ta bỏ vô cái phòng nào đó. Rồi. Trưởng phòng thì sao? Trưởng phòng thì sao? Một cái trưởng phòng mình đang đứng ở văn phòng. Đứng ở văn phòng thì nhìn thấy mấy trưởng phòng? Một trưởng phòng. Phòng này có thể không có trưởng phòng không? Cũng có thể. Như vậy mình chỉ cần để một là được rồi, mình không cần nói gì. Đứng ở nhân viên, đứng ở nhân viên, nhân viên này làm trưởng phòng của mấy phòng? Một phòng. Như vậy quan hệ của chúng ta ở đây là một một. Rồi, nhân viên và người thân. Đối với nhân viên có bao nhiêu người thân? Nhiều người thân. Rồi, có thể nhân viên này không có người thân nào. Không có người thân nào. Từ quả thị nứt ra. Từ quả thị nứt ra một cô tắm rất xinh đẹp, không có người thân. Tiếp tục, gì nữa? Đối với lại thân nhân trong công ty có bao nhiêu người thân? Một thân nhân nha,
Trong công ty của mình có mấy người thân bên trong? Nhiều cũng được, ví dụ. Đâu? Bố mẹ là thân nhân. Cho bố là thân nhân đi. Nhìn vô công ty, trong đó có mấy người đang làm trong đó là người thân của bố? À, có thể nhiều mà đúng không? Không, người ta đang nói ở đây là chỉ có vợ chồng con cái thôi. Ừ, có lý. Như vậy tí nữa là nó sẽ phát sinh đó. Quan hệ của mình ở đây là nhiều. Có không không? Làm sao tồn tại không được? Bởi vì nó đã không thì nó không liên quan đến công ty này. Mà nó đã không liên quan đến công ty này thì nó sẽ không tồn tại ở đây. Đúng không? Làm gì có? Bây giờ em không liên quan đến công ty A thì làm gì em có hồ sơ trong công ty A là thân nhân của ai? Cho nên việc này không tồn tại. Chỉ có cái ông nhân viên này nè, ông có thể có người thân hoặc không có người thân. Còn đã là thân nhân rồi thì ít nhất phải thân nhân của ai đó, chứ không có bỏ trống được. Cho nên chỗ này không có ở dưới này được, mà phải chọn là mandatory, là bắt buộc phải có ai đó hoặc là nhiều người, ít nhất là một người. Chứ nhập thân nhân mà không biết thân nhân của ai hết sao được, đúng không? Như vậy quan hệ của chúng ta ở đây nhiều, nhiều. Cứ để nó đi, tí nữa chuẩn hóa sau. Bán hàng. Hôm trước mình nói gì? Một sản phẩm chỉ được bán duy nhất một văn phòng. Như vậy thì sản phẩm nhìn thấy văn phòng về một bên này một ha, một, và trên văn phòng có thể bán được nhiều sản phẩm, đúng không? Chủ sở hữu và sản phẩm, à, một chủ sở hữu sẽ có nhiều sản phẩm, à, một sản phẩm thì chỉ có một chủ sở hữu duy nhất. Một sản phẩm có một chủ sở hữu duy nhất. Gì nữa không? Rồi, quan hệ này là của bất động sản là ổn rồi đó. Ủa, có gì sai sai? Đúng rồi. Đó, hồi nãy nhìn thấy sai sai. Xong rồi đó. Như vậy chúng ta đang về thể hiện lại mối quan hệ. Thuộc tính của mối quan hệ. Đây, nhân viên tham gia dự án. Vậy tham gia lúc nào? Ngày, ngày kết thúc, ngày bắt đầu. Tham gia lúc nào và khi nào xong? Thì ở trong cái bảng của mình nó có cái nào không? Có cái nào mà có mô tả không? Ví dụ văn phòng nè, bán nè, thì mình sẽ có gì? Cái bán này nè là ngày bán, ngày bán, rồi bán khi nào, bán giá nhiêu, số tiền đó. Như vậy các bạn thấy là phát sinh thuộc tính cho mối quan hệ. Thuộc tính của thực thể là mình không nói rồi ha. Bây giờ là phát sinh thuộc tính của mối quan hệ. Sản phẩm này được bán ở văn phòng này. Nhưng mà bán khi nào? Ngày bán. Rồi gì nữa? Ai bán? À, như vậy giả sử đi, giả sử một cái relationship, mình thử coi. Một bên này là nhân viên, một bên này làm cách nào đó để mình có thể nối vô cái bán
Đó. Như vậy thì chỗ này nè, đúng ra là mình phải có là cái sự bán này nè. Bây giờ mình không nói được đúng không? Thì mình ghi ở đây. Tức quá mà, mình phải ghi thêm cái thuộc tính nữa. Ai bán? Ai bán ở đây tức là nhân viên. Mình nói không được. Nó không có cho nói. Mình ghi ở đây. Tức là mình đang muốn liên kết đến đây nè. Ai bán? Được chưa? Rồi gì nữa? Còn gì không? Rồi hết rồi đó. Nhân viên đó thuộc văn phòng. Nhưng mà trong văn phòng đó có nhiều nhân viên. Quan trọng là ai bán trong văn phòng đó. Vậy chúng ta thêm sản phẩm là chỗ này. Một cái thuộc tính này lại có thêm, à xin lỗi, một cái quan hệ này lại có thêm ba cái thuộc tính con. Kịp không? Không kịp nói nha. Sao? Rồi ok, bỏ này đi. Một văn phòng có thể bán nhiều sản phẩm, một sản phẩm được bán ở một văn phòng, kịp không nào? Bây giờ thầy lại hỏi cái quan hệ mua bán này nè. Ủa bán khi nào? Ủa phải biết bán khi nào chứ. Chứ không lẽ nói bán năm ngoái, bán năm nay, mình để mình tính doanh số nhé. Như vậy mình thêm thuộc tính cho mối quan hệ này là ngày bán. Rồi sao nữa? Bán nhiêu? À, số tiền bán. Bán 1 triệu hay là 10 triệu? Hay là bán nhiêu? Như vậy chỗ này chúng ta có số tiền bán nhiều. Tùy. Cái đó không phải là lãi suất, mà cái đó gọi là hoa hồng, hay còn gọi là chiết khấu đúng không? Chiết là chiếc xe hay chiếc tê ta? Hả? Chiếc tê đúng không? Chiết khấu. Nhiều khi tiếng Việt cũng phức tạp quá. Rồi, chiết khấu. Gì nữa không? Còn gì nữa? Ủa cái hợp đồng này ai bán vậy? Thì mình phải thêm vô đây. Người bán hay còn gọi là nhân viên. Ai bán? Như vậy cái mối quan hệ của chúng ta nó đã phát sinh rất là nhiều cái thuộc tính của nó. Có mối quan hệ nào phát sinh nữa không? Sản phẩm, chủ sở hữu, cái này có phát sinh gì không? Cái sản phẩm này nó có cái gì? Đồng sở hữu. Có nghe đến không? À, nếu cần thì bạn bổ sung vô đây. Người thân có bổ sung gì không? Vợ chồng con cái nó nằm ở mối quan hệ rồi, vậy chỗ này chắc là không cần nữa. Như vậy các bạn thấy là mối quan hệ lại có thuộc tính, kịp không? Mấy anh mà ở nhà chơi 3 ngày rồi lên đây giờ nghe có biết thầy đang nói gì không? Kỳ quá, giỏi. Mấy đứa đó nó giỏi hơn các bạn. Các bạn đi học 4 buổi luôn mà giờ còn lắc đầu. Mà bạn nghỉ 3 ngày rồi lên đây vẫn ok. Mơ hồ chỗ nào? Mơ hồ chỗ nào? Đúng rồi, cái này là một môn mà nó có nhiều khái niệm. Từ từ hiểu thôi. Đâu gì đâu. Từ từ rồi sẽ hiểu. Từ từ rồi cháo nó cũng nhừ thôi. Quan trọng là các bạn chịu làm. Và cái mà cái bí quyết để học của bạn, các bạn đừng bao giờ học việc, mà các bạn luôn đặt ra những câu hỏi
giống như thầy đang hỏi các bạn. Và khi các bạn làm, các bạn hỏi, ủa cái văn phòng này có gì ta? À, có mã văn phòng, có tên văn phòng. Như vậy tự nhiên các bạn ngộ ra. Các bạn hỏi vậy, ủa rồi, rồi mình vẽ cái văn phòng này là thực thể xong, mình vẽ nhân viên xong, mình vẽ thân nhân xong, vẽ sản phẩm xong, vẽ chủ sở hữu xong. Cái mình hỏi, ủa cái văn phòng này nó có liên quan đến nhân viên cái gì? Mình hỏi ai trả lời? À, mình trả lời. Nhưng mình phải hỏi để mình gợi ý ra cho mình nghĩ tiếp. Còn nếu bạn không hỏi thì cái não của mình nó sẽ bằng 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 luôn và nó không nghĩ gì luôn. Còn khi bạn đặt ra một câu hỏi dù nó cực kỳ đơn giản nhưng mà nó cũng khựng lại cái để cái não của mình nó phải suy nghĩ một cái. Ủa vậy rồi văn phòng này với nhân viên có quan hệ gì? À, nhân viên thì thuộc văn phòng và nhân viên có thể làm trưởng phòng. Như vậy mình trả lời chính mình thì mình sẽ đi tiếp. Được chưa? Dễ, không khó. Chắc chắn không khó. Nếu bạn chịu khó thì môn này không khó. Còn nếu mà bạn không chịu khó thì môn này rất khó. Chịu khó ngồi làm bài, chịu khó vẽ lại nè, mấy cái bài này nè, giống như thầy đang vẽ nè, vẽ lại y chang vậy thôi. Nhưng mà đừng có nhìn cái bài của thầy vẽ, mà nhìn ở đâu? Ừ, giỏi. Mà nhìn cái đề này nè, vẽ lại, nếu mà không giống thầy thì quay trở lại coi thầy làm gì. Mình cũng ngồi mình phân tích vậy đó. Mình lấy Focus, hoặc là các bạn chụp cái hình này, các bạn lên pen, các bạn vẽ xanh đỏ vàng tím vô. Còn nếu xiên nữa thì làm gì? In ra giấy A4, cầm bút mà vẽ. Cái đó gọi là gì? Chịu khó đó. Chịu khó thì môn này sẽ không khó. Mà nếu các bạn không chịu khó thì môn này rất khó. Rồi chịu khó tí đi. Rồi cái gì nó cũng dễ hết á. Trường hợp gặp trên mối quan hệ của hai thực thể mà quan hệ nhiều nhiều thì chúng ta sẽ có phát sinh thuộc tính của quan hệ. Thực ra chỗ này cũng không phải là nhiều nhiều không, nhưng mà chúng ta là thấy phát sinh thuộc tính rồi đó. Hồi nãy chúng ta xuất tinh thuộc tính văn phòng, sản phẩm. Cái này là nó một nhiều, chứ đâu có nhiều nhiều đâu. Nhưng mà có phát sinh thuộc tính, thiếu thông tin. Bây giờ cái chuyện mà ngày bán, số tiền, chiết khấu, người bán, không lẽ đưa vô văn phòng? Cũng không hợp lý. Đưa vô mã, đưa vô sản phẩm, mấy cái thuộc tính này nè, đưa vô sản phẩm cũng không đúng. Rồi ai bán? Đó, cho nên là chỗ này chắc chắn mình phải thêm một cái bảng nữa nè, để chứa những cái thông tin này. Mối quan hệ nó không thể chứa được thông tin. Mà cái mối quan hệ nào mà có nhiều thông tin, có nhiều thuộc tính thì chắc chắn cái chữ bán này nè, nó phải biến hình. Nó biến thành gì? Thực thể. Theo các bạn, thực thể chỗ này mình đặt tên là gì? Tên là gì? Giữa sản phẩm và văn phòng. À, bất động sản luôn. Là gì? Ừ, hợp đồng. Hợp đồng mua bán. Khi mà chúng ta biến cái này thành một thực thể thì đây là thuộc tính, thuộc tính, thuộc tính, thuộc tính. Và nối cái người bán này với nhân viên, nối với đây. Như vậy cái bảng này nó sẽ liên kết qua đây. Đó, bây giờ nó đang là liên kết, cho nên mình không thể liên kết qua đây được, cho nên mình ghi tạm vậy đó. Thì khi nào mà mình biến nó thành thực thể thì mình phải vẽ qua đây một cái nữa.
Như vậy cái bảng này nó sẽ quan hệ với ba bảng: bảng văn phòng, bảng sản phẩm và bảng nhân viên. Rồi, ok. Kịp ha. Nãy giờ mình đi được nhiêu slide rồi? 8 trên 53. Lót đến đây kịp không nữa nè. Thầy không có tham. Phải để cho các bạn kịp cái đã, chứ còn hả mà đi mà một buổi mà thầy nói là phải được nửa cái số lượng slide thì không cần. Đôi khi các bạn đi đầu rất chậm nhưng mà những slide sau các bạn lướt cái xong. Những khái niệm kịp ha. Gì nữa không? Thuộc tính khóa hay còn được gọi là thuộc tính để định danh tập thực thể. Tức là khi nói đến là chỉ có duy nhất một thông tin đó là gọi được đúng người. Ví dụ thầy gọi ở lớp mình không trùng tên ta. Anh ơi. Trời, dữ dội thiệt. Ủa rồi đó là gì anh? Tuấn Anh đâu? Tuấn Anh đâu? Bạn ngồi đây tên gì? Rồi, rắp lầm. Tuấn Anh đâu? Tuấn Anh đâu? Hả? Đây, Ngọc Anh, Tuấn Anh. Tuấn Anh đâu? Càng ngày nha. Không ổn rồi nha. Ủa điểm danh không, họ không không bị vắng nè. À, chưa cập nhật đúng không? Nãy giờ chưa cập nhật. Ừ, hèn chi. Ví dụ thầy nói là bạn Anh thì thông tin này không định danh được. Mà thầy gọi mã số là PS36214. Định danh được không? Trên Việt Nam này, trên cả thế giới này, đây là sản phẩm duy nhất của em. Hàng này là hàng limited. Đúng không? Mình cũng sở hữu cái limited vậy. Bạn đi tìm cái này trên thế giới không có cái thứ hai. Được chưa? Như vậy thì chúng ta có cái này là định danh, thì chúng ta tạm gọi cái đó gọi là thuộc tính định danh hay còn gọi là thuộc tính khóa. Ví dụ trong này mã văn phòng thì nó là thuộc tính khóa. Chỗ này chưa có, cái này nó chưa phải là thực thể, cho nên mình chưa sinh ra cho nó một thuộc tính khóa. Nếu giả sử chỗ này là hợp đồng thì mình sẽ sinh ra mã hợp đồng, thì lúc đó nó có thêm, còn bây giờ mình chưa thêm được bởi vì nó đã là hợp đồng đâu mà mình thêm, cho nên chưa được. Sản phẩm, mã bất động sản, chủ sở hữu, thiếu nè, chủ sở hữu tên được không? Tên hồi nãy mới gọi bạn anh đó là trùng hai bạn rồi, kể cả họ và tên trùng luôn. Số điện thoại, một người có thể dùng chục số điện thoại mà số điện thoại đó có thể hai người cùng dùng lớn. Ngày tháng năm sinh hàng đầy. Ừ, số chứng minh. Hả? Một là số chứng minh. Nếu bây giờ các bạn tận dụng số chứng minh làm thuộc tính cũng được. Nhưng hiện nay sao? Hiện nay số chứng minh sao? Đa trị. Một người có thể sở hữu hai số chứng minh, số cũ số mới. Em không có chứ thầy có. Chứng minh nhân dân và căn cước công dân, hai số khác nhau. Cho nên chỗ này không được số chứng minh đâu. Nhìn thì vậy nhưng mà giả sử mình lấy cái căn cước công dân cũng được, nhưng mà tốt nhất mình để là mã
mã chủ sở hữu thì cái mã này nó sẽ làm khóa. Rồi bên này nhân người thân không có thông tin gì của người thân để làm khóa hết. Người thân này là người nào, phải định danh cho người ta. Thì chỗ này mình để làm mã thân nhân được không? Khóa nhân viên, mã nhân viên khóa đủ chưa? Hết chưa? Hết rồi. Rồi tiếp, để coi từ đến chỗ nào nghỉ được. Rồi xíu nữa. Dùng để phân biệt giữa các thực thể khác nhau, mỗi tập thực thể phải có một khóa. Một khóa có thể có một hay nhiều cái thuộc tính kết hợp. Ví dụ trong này, môn học có mã môn học, sinh viên thì có mã sinh viên. Bây giờ cái mối quan hệ học này nè, nó sẽ biến thành gì? Nó biến thành một thực thể là điểm. Và cái này nó sẽ có mối quan hệ ở đây. Một bên là sinh viên và một bên là điểm. Mình lại có một mối quan hệ khác. Một bên môn học, một bên điểm. Như vậy cái học này nè, nó đã biến thành điểm. Rồi, mình bỏ cái này đi. Như vậy nó đã biến thành bảng nè, từ quan hệ biến thành bảng nè. Và cái điểm này của mình có cần tạo ra mã điểm không? Không. Mình chỉ cần tạo mã sinh viên cộng mã môn học một bộ là khóa. Hai khóa phụ tạo thành khóa chính của bảng điểm. Như vậy bên này nè, mình có mã sinh viên đúng không? Bên này môn học mình có gì? Mã môn học, mã sinh viên, mã môn học. Cái này là cơ sở dữ liệu khác nha, không liên quan gì đến bất động sản nha. Cái ông bán bất động sản, ổng không liên quan gì đi học hết nha. Ông bán bất động sản thì ông bán bất động sản thôi, không liên quan gì đi học hết. Rồi chỗ này, cái bảng điểm này của mình nè, mình có cần tạo thêm cái mã của điểm không? Không. Mã sinh viên này là khóa, mã môn học này là khóa. Điểm chúng ta có mã sinh viên, chúng ta có mã môn học, và hai cái mã này đều là khóa. Mã môn viên, sinh viên và mã môn học. Một bộ này là khóa. Đó. Như vậy người ta nói là khóa có thể kết hợp nhiều thuộc tính. Đó là ở các bảng điểm nè. Khóa kết hợp hai thuộc tính. Một bộ này là khóa. Kịp không? Phải một bộ nha. Chứ còn mã số sinh viên có thể lặp lại, mã môn học có thể lặp lại, nhưng mà một bộ cả cặp này thì không lặp lại. Nhớ chỗ này. Ví dụ sinh viên 1 học môn 1, sinh viên 1 học môn 2,
thì mã sinh viên lặp lại rồi. Sinh viên học 1 học môn 1, sinh viên 2 cũng học môn 1. Vậy môn 1 lặp lại rồi. Nhưng mà sinh viên 1 học môn 1 tồn tại duy nhất trong bảng điểm. Một cặp đó tồn tại duy nhất. Rồi, tiếp. Sắp rồi. Sắp hết rồi. Rồi đến đây dừng đi, số đẹp. Lấy số 10 dừng nghe. Ha, số 10 dừng. ORD thể hiện mối quan hệ tập thực thể cùng một sơ đồ. Thực thể được biểu diễn bằng hình chữ nhật. Liên kết biểu diễn bằng hình thoi. Bảng số 01 hoặc N. Đây, bây giờ phát sinh thêm tí xíu nè. Trên này thấy có cái số nào không? Người thân. Một nhiều. Có cái số nào ở đây không? Hoặc là trưởng phòng. Có số không? Nhìn nha. Thầy chuyển từ ký hiệu sang số nha. Bấm vô đây. Edit. Bấm vô dưới này nè. Bạn chọn đây thì nó sẽ hỏi nè, ở phía trên văn phòng min 1 max 1 nhân viên 1 1, thấy nó thể hiện chưa, thể hiện chưa. Bạn có thể dùng một trong hai, dùng chữ hoặc dùng ký hiệu, không nên dùng cả hai. Tại sao? Nhìn nó rối. Mình dùng ký hiệu thì khỏi dùng chữ, mà dùng chữ thì khỏi dùng ký hiệu. Còn nếu bạn nào muốn dùng cũng được, nhưng mà không nên, nhìn rối lắm. Như vậy chỗ này mình edit thôi, mình bấm vô một cái quan hệ, sau đó mình bấm vô nút edit, thì chỗ này mình sẽ sửa gì? Một nhiều. Bây giờ mình coi nè, đứng ở văn phòng mình thấy nhiều nhân viên. Như vậy thử chỗ này mình ghi là, mình bỏ cái minimum đi, mình ghi chỗ này là n, thì tự động nó sẽ ghi một n nè, một n. Tức là một văn phòng thì có một nhân viên hoặc nhiều nhân viên. Nhưng mà hồi nãy mình nói gì? Ở đây mình không ghi gì hết, là một nhiều nè. Một nhân viên hoặc nhiều nhân viên. Nhưng đối với lại văn phòng, đối với nhân viên, nhìn qua văn phòng thì chỉ có một văn phòng duy nhất. Min cũng một mà max cũng một. Quan hệ ở đây là 1:1. Thân nhân. Đối với nhân viên, mình edit chỗ này cái. Đối với nhân viên mà nhìn qua thân nhân thì có thể không có thân nhân nào. Có thể có N thân nhân. Đứng ở thân nhân có thể có một người nhân viên, hoặc có thể có N người nhân viên. Sao biết? Một ông bố có hai người con làm trong đó là sao? Đúng không? Đó. Một ông bố có hai người con. Thì một cái người thân, một thân nhân đó có nhiều nhiều nhân viên làm bên trong là chuyện bình thường. Được không nào? Rồi. Gì nữa? Chủ sở hữu sản phẩm. Làm gì? Chủ này, nếu như mà mình chọn edit thì đứng ở sản phẩm có mấy chủ? Một chủ. Một chủ.
Thì chỗ này mình ghi một, bây giờ min mình bỏ đi, min mình bỏ thì nó tự động nó ghi một một, không ghi tức là một. Đứng ở chủ sở hữu mình có thể có một hoặc n sản phẩm, hoặc có thể không. Chủ sở hữu này đôi khi là không có sản phẩm nào, đôi khi không có sản phẩm nào, đôi khi bán hết thì sao? Chủ sở hữu nhưng mà bán hết rồi, chuyển rồi, chuyển tên rồi, ví dụ như vậy. Mình cũng có thể lập luận là đôi khi chủ sở hữu không có sở hữu cái sản phẩm nào hết, đôi khi có. Được chưa? Kịp không? Video này tương đối dài, chịu khó xem lại nhé.